Chào các bạn, mình là Trần Đức Thuận. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Pháp luật bên ta. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Thưa các bạn, chúng ta đang đón chờ những ngày cuối cùng của năm 2018. Đây là một dịp có nhiều lễ hội, có nhiều ngày nghỉ. Thì đây cũng là một dịp chúng ta sẽ dành cho những vui chơi giải trí. Thì ngày hôm nay Thuận sẽ trao đổi với các bạn về một cái số quy định của pháp luật về cái tội đánh bạc. Đó. Tôi muốn chia sẻ tại sao tôi muốn chia sẻ điều này là để cho chúng ta trong những ngày vui chơi đó chúng ta có biện pháp kiềm chế bản thân để đừng để rơi vào những cái tình huống vi phạm pháp luật đáng tiếc. Kính thưa các bạn, Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 2018, quy định tại điều 321 là quy định về tội đánh bạc đó. Thì tội đánh bạc được quy định như sau: người nào đánh bạc trái phép dưới bất cứ hình thức nào, được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên thì bị phạt, hoặc là dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc đã bị kết án chưa được xóa án tích mà lại tiếp tục vi phạm thì cũng sẽ bị phạt. Đó. Để đây Thuận sẽ giải thích cho các bạn hiểu thế này nè. Tại sao lại quy định là đánh bạc trái phép? Vì rõ ràng chúng ta cũng hiểu có những cái trường hợp là đánh bạc hợp pháp, ví dụ như ở Hồ Tràm, Vũng Tàu nè, đó cái sòng bạc đó được đánh bạc, được cho phép làm cờ bạc, nhưng tuy nhiên cái đối tượng là người nước ngoài nha các bạn. Hoặc là những cái trường đua chó ở Vũng Tàu đó, bất kỳ ai cũng được quyền tham gia đó, nhưng mà chỉ được chơi ở chỗ đó thôi. Trước đây thì có trường đua ngựa Phú Thọ, đó là những cái hình thức cờ bạc hợp pháp. Đó. Rồi còn bất kỳ cái hình thức nào khác đều là không hợp pháp nha các bạn. Rồi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào thì chúng ta hiểu dưới bất kỳ hình thức nào ở đây có thể là chơi bài nè, chơi cờ nè, chơi các loại hình trúng thưởng nè, ví dụ như là lô tô hoặc là kéo jackpot đấy các bạn, máy kéo á, kéo jackpot, hoặc là thậm chí là các trò chơi dân gian như oánh tù xì nữa, vân vân. Rồi được thua bằng tiền hoặc hiện vật. Như vậy rõ ràng nếu chúng ta chơi các hình thức nêu trên, các hình thức cờ bạc trái phép luôn đó, nhưng cái mà ăn thua đó nó không phải là tiền, không phải là hiện vật thì không phải là tội, không phạm tội đánh bạc các bạn. Ví dụ như nếu mà ăn thua cái việc là ai đánh bài, ai thua thì đi rửa chén, ai thua đi nấu cơm, hoặc là thua ai thua thì phải bị hôn, hoặc phải bị lột quần áo, cởi quần áo đó. Cái loại này tôi thấy trên mạng cũng có nhiều bạn tham gia. Tuy nhiên cái việc mà đánh bạc chơi những loại hình cờ bạc đó nhưng mà lại thua cởi quần áo thì nó không phạm tội đánh bạc, nhưng có thể nó sẽ phạm vào cái hành vi xử phạt khác nha các bạn. Nếu chơi công cộng thì có thể là gây rối trật tự công cộng, hoặc là truyền bá, không phải, ví dụ như là gây rối trật tự công cộng rồi làm nhục người khác, vân vân. Đó. Đó là chúng ta sẽ bàn lại sau nếu mà có ai đó có ý kiến muốn tìm hiểu sâu vấn đề này. Rồi về mức hình phạt thì tội đánh bạc được quy định trong Bộ luật hình sự 2015 này được quy định ở có hai khung hình phạt thôi. Đối với khung 1 á thì là phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc là phạt tù treo đến 3 năm. Tù treo là phạt tù không có giam giữ các bạn, hoặc là tù giam, là tù giam giữ á, là từ 6 tháng đến 3 năm. Đó. Còn với khung 2 là phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Đó. Vì rõ ràng nhìn nhận đây là cái tội đánh bạc này á chỉ ở dừng ở hai mức là ít nghiêm trọng và nghiêm trọng thôi, nó không có trường hợp rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như các bạn. Rồi bây giờ Thuận bằng cái kinh nghiệm Thuận thì Thuận chia sẻ thế này nè, về cái loại hình đánh bạc thì nó gồm 3 loại phổ biến. Đó, 3 loại phổ biến. Thứ nhất là cái loại cờ bạc thông qua cái việc chơi các loại bài, cái loại hình đánh bài đó. Đánh bài thì có bài cào, bài sập sám, bài tiến lên, bài bửu, bài xì tố, vân vân các loại bài. Đó. Thì các bạn lưu ý khi chơi những loại bài này thì khi bị phát hiện, bị kiểm tra đó, bị cơ quan chức năng kiểm tra thì những người bị phát hiện đang đánh bạc chỉ bị phạt hình thức là phạt hình sự á, nó phạm các tội, phạm vào tội đánh bạc á, khi tiền tang vật trên chiếu bạc từ 5 triệu đồng trở lên. Đó. Các bạn lưu ý nha, tiền trong người các bạn chưa chắc là tiền tang vật, chưa có thể khẳng định nó là tiền tang vật nếu cái cơ quan điều tra không chứng minh được. Đó. Có nghĩa là tiền trong túi các bạn không mặc nhiên nó là tiền đánh bạc. Nếu các bạn chứng minh được rằng, nếu các bạn
nếu cơ quan điều tra không chứng minh được rằng tiền đó các bạn dùng vào đánh bạc, các bạn nên nhớ là cơ quan điều tra không chứng minh được, còn bạn không có nghĩa vụ phải chứng minh. Việc chứng minh phạm tội là của cơ quan điều tra. Đó. Bạn có quyền phủ nhận nó. Đó. Tuy nhiên nếu mà cơ quan điều tra chứng minh được, bạn cũng nhận được, cơ quan điều tra chứng minh được là tiền này bạn đã sử dụng đánh bạc đó, thì bạn bị hình thức tăng nặng vì tội quanh cho chối tội gì đó, đó là một tình huống khác nữa ha. Đó, nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh đây là trách nhiệm chứng minh tội phạm là của cơ quan điều tra. Đó. Tiền trong túi các bạn chưa mặc nhiên đó là tăng vật rồi. Rồi tùy theo các loại hình đánh bài, các loại hình chơi chơi bài đó, thì cái tiền tăng được được xem xét, được tính khác nhau như thế này nè. Ví dụ như bài cào rùa các bạn, thì cái số tiền nó nằm ở giữa cái sòng bài, nằm trước bài đó, tại vì cái bài đặc trưng bài đó là trước khi chia mọi người đặt tiền vào mà, thì cái tiền đó đó, cái tiền nằm tại trên chiếu bạc thời điểm bị phát hiện đó, thì đó được xem là tiền tang vật. Và nếu ngay thời điểm, nếu cơ quan điều tra không chứng minh được cái sòng bài này nó đã, cái thời điểm nó đã diễn ra nhiều cái ván bài, mà chỉ bắt ngay cái phát hiện ngay cái thời điểm ván bài chúng ta đang chơi đó đó, thì cái tiền tang vật thu giữ trên chiếu bạc đó nó phải từ 5 triệu đồng trở lên thì mới xử lý hình sự được các cái những cái con bạc đó. Còn nếu dưới 5 triệu đồng thì chỉ xử phạt chính. Nhưng mà ai đã vi phạm hành chính rồi, tôi nói cái vế hồi nãy đó các bạn nghe, ai đã vi phạm hành chính hoặc là đã bị kết án chưa sáng tích đó, thì người đó vẫn bị xử phạt bình thường nha, xử phạt đó. Rồi còn nếu mà họ chứng minh, cơ quan điều tra chứng minh được rằng là các bạn đã có nhiều ván bài khác nhau rồi đó, thì mặc dù những ván bài đó tổng cái tiền tăng vật đó, tiền ăn thua nhau đó nó chưa tới 5 triệu, nhưng mà tổng các ván lại nhau nó từ 5 triệu trở lên, thì các bạn vẫn bị xử lý bình thường, hết sức bình thường đó. Rồi còn nếu mà các bạn chơi bài binh sập sắm đó, hoặc là bài tố, thì cái tiền cá cược của các bạn trong tất cả các quán chơi, nếu các bạn từ 5 triệu đồng trở lên thì các bạn xử phạt, bị xử phạt. Còn nếu trong tất cả các quán chơi của bạn tổng nó chưa bằng 5 triệu thì các bạn không bị xử, bởi đây là xử đang xem xét ở vai tròn con bạc nha các bạn. Đó, tôi không nói tới cái phần là tổ chức đánh bạc, cái người tổ chức cái con bạc á, đó, bị đặc trưng các loại bài này nó như thế. Rồi còn cái loại hình thứ hai đó là các loại cờ, cờ tướng, cờ cá ngựa, cờ vua, cờ tỷ phú, vân vân, các loại cờ. À, thì cái tang vật, cái vật chứng, cái tiền tang là tiền, là tổng tiền đã tham gia tất cả các lượt các ván chơi đó của từng người. Ví dụ như cờ vua với cờ tướng thì nó dễ, có 2 người à, còn cờ cá ngựa thì 4 người. 4 người này đang chơi, lát có người đi ra rồi người khác vô chơi đó, các bạn phải xem xét tình tình tiết. Thì nếu mà chứng minh, cơ quan điều tra chứng minh được cái tiền trên cái chiếu bạc đó nó trên 5 triệu thì vẫn như trường hợp nãy nha các bạn ha, của từng người, của từng người từ 5 triệu trở lên đó. Các bạn vẫn lưu ý nha, tiền trong túi chưa chắc là tiền tang vật, nó chưa bị xem là tiền tang vật, bị gộp vào cái vật chứng nếu cơ quan điều tra không chứng minh được các bạn đã sử dụng tiền đó vào việc đánh bạc nha. À, rồi nó cũng như trường hợp khác, nếu trên 5 triệu thì xử phạt thôi đó nữa. Rồi còn loại hình nữa, đó là loại hình thứ ba này, loại hình chơi đề, chơi cá độ bóng đá. Các bạn lưu ý đây nha, vì cái loại hình chơi đề, chơi bóng đá này nè, cái thời điểm mà thực hiện hành vi cá cược á và nó chưa có kết quả thắng hay thua đó, nó phải trải qua một thời gian. Ví dụ như đề á, thì hình như là 14 giờ 30 đó, đối với các tài xổ số miền Nam. Còn đá banh thì có thể là sau 90 phút hoặc sau 15 phút hay sau một hiệp gì đó tùy. À, thì cái tiền tang vật nếu như cái kết quả chưa có mà đã bị phát hiện á, thì tiền tang vật được tính á, là dựa trên số tiền các bạn đã sử dụng vào đánh bạc, đã cá cược, sử dụng vào cá cược, nếu từ 5 triệu đồng xử phạt đó. Còn nếu cái hành vi đánh bạc của các bạn được phát hiện sau khi có kết quả và nếu các bạn thua thì cái tiền để đánh bạc á, người ta tính để xử phạt bạn á, thì tính bằng số tiền các bạn đã dùng để cá cược. Nhưng nếu các bạn thắng thì cái tiền mà các bạn thắng được tính là tiền đánh bạc. Vì vậy ví dụ như các bạn cá cược các bạn dùng 10.000 đồng, 10.000 đồng tôi không làm đánh đánh đề lắm, tôi nhìn để tôi thôi đánh con số 4 con số đi đó, tôi có nghe bạn bè kể các bạn đánh 1.000 đồng cho số ví dụ 1 2 3 4 ngày các bạn trúng thì bạn sẽ trúng được, các bạn đánh dùng 2.000 đồng thì 2.000 đồng các bạn đánh số 1 2 4 các bạn trúng được tới 8 triệu, mà 8 triệu thì có nghĩa là đã vượt hết con mức 5 triệu rồi. Như vậy các bạn sẽ bị phạt hình thức phạt tù, phạt hình sự á. Còn nếu các bạn chập thì bạn đánh có 2.000 đồng thôi mà, nhỏ hơn 5 triệu thì các bạn chỉ xử phạt vi phạm hành chính. À,
Và một điểm đáng lưu ý nữa thế này, thường thì khi còn cái loại hình thức nữa là đá gà. Đây rất đặc biệt, cái loại đá gà này á thì ngay thời điểm bị kiểm tra, nếu cái tiền tiền tang vật á là tiền của tất cả những người chơi trên đó nha các bạn, bị thu giữ tất cả người chơi đó, mà từ 5 triệu đồng thì bị phạt, dưới 5 triệu đồng không bị phạt. Nên các bạn, cái tình huống vui thế này nè, khi các con bạc đang sát phạt lẫn nhau, bị các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra. Tôi hoàn toàn không nói yếu tố tiêu cực nào đây các bạn, tôi không ám thị ám chỉ ai cả, nhưng mà thì khi bị phát hiện thế thì lúc nào con bạc cũng bỏ chạy đó, chứ hiếm khi nào bị bắt chọn ngõ. Rồi bắt chọn ngõ thì ngồi im rồi thì bỏ chạy, thì cái tiền tang hoặc các bạn nó quăng tứ tung hết đó. Có người á khi phát hiện họ không mất tiền hết rồi, thì khi cơ quan điều tra làm việc thì họ trình bày họ có chơi có 100 200 ngàn thôi, để hạ cái mức tiền xuống. Bản thân người đó có thể cái thời điểm đó cầm rất nhiều tiền, 50 100 triệu luôn đó, nhưng mà họ nói họ có 100 200 ngàn à, vì số tiền kia thất lạc hết rồi. Bản thân con bạc cũng không bao giờ dám thừa nhận là đã cầm bao nhiêu tiền, mặc dù có thể số tiền họ cầm nó 100 triệu trong người, nhưng họ chỉ dùng có 2 triệu để đánh bạc thôi. Đó, có nhiều những con nghiện cờ bạc, nó thấy các bạn nó đi công việc nhưng mà nó gặp sòng bạc ghé ngang đánh một cây hay một ván hai ván rồi đi đó, thì rõ ràng đâu có thể quy kết hết rằng là họ dùng 100 triệu đó để cờ bạc đâu, họ dùng có 2 triệu thôi. Tuy nhiên khi hỏi họ có bao nhiêu tiền, họ đều nói họ có 100 200 ngàn, thì họ không dám thừa nhận, họ không hiểu pháp luật, các bạn hiểu không? Dẫn đến đó thì đôi lúc có những cái câu chuyện nó cũng không hay, cũng không tiện nói ra ở đây đó. Thì qua câu chuyện này, các bạn nào có vấn đề thắc mắc nào hoặc cần trao đổi chia sẻ với Thuận về các cái dấu hiệu của tội đánh bạc này thì có thể để lại comment bên dưới đó. Nếu cảm thấy hữu ích thì các bạn có thể chia sẻ clip này của Thuận cho những người khác để họ hiểu biết thêm, và đăng ký kênh của Thuận để chờ đón những clip hay hơn. Clip sắp tới Thuận sẽ làm là cái hành vi môi giới mại dâm đó, xử phạt cho hành vi môi giới mại dâm, nó thuộc về lĩnh vực đạo đức xã hội đó. Thuận mong rằng sau khi xem clip này, mọi người sẽ có thêm sự hiểu biết về tội danh đánh bạc và đừng vướng vào cái tội danh đánh bạc này đó. Cảm ơn các bạn.